Bây giờ mình xé bên một cái ớt nha các bạn. Ta nó miếng luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là mình mời các bạn là cùng vô bếp với lại vợ chồng mình là mình làm một món gà dồn vô bao tử hấp nước dừa. Đây là củ hành tím này nha các bạn. Đây là tỏi, hai tép xả, một củ gừng với lại ớt, một con gà. Đây là cái bao tử nha các bạn, với gồm hai cái dừa nè. Đó, bây giờ bắt đầu là mình sẽ là bầm củ hành với lại củ tỏi nha các bạn. Để mình ốp vô con gà các bạn, rồi bắt đầu là mình mới dồn vô cái bao tử mình mới hấp được. Tại vì mình ốp vô là cho nó thấm gia vị vô con gà các bạn. Mình hấp lên cái mình ăn cho nó ngon, cho nó thơm, đậm đà cái con gà hơn. Tỏi với củ hành là mình bầm chung nha các bạn. Mình sẽ bầm một ít thôi, còn một ít nữa mình để nguyên củ vậy. Mình dồn vô bụng con gà, mình bỏ vô cái bụng của con gà. Xong rồi bắt đầu là mình hấp. Khi mình hấp ra thì mình ăn cái củ hành thì nó ngon, nó bùi bùi vậy thôi. Giờ này bắt đầu là mình ốp con gà trước này nha các bạn. Mình cho một muỗng tiêu nè. Mình cho một muỗng hạt nêm này nha các bạn. Mình cho một muỗng bột ngọt này nha các bạn. Sau đó mình cho tầm khoảng một muỗng mắm thôi nha các bạn. Muỗng cà phê á, bạn cho một muỗng cà phê nó mắm thôi. Bắt đầu hành tỏi với lại ớt này hồi nãy mình bầm, bây giờ mình bỏ vô. Đó, mình sẽ xát vô con gà. Đừng có ớt muối nha các bạn, ớt muối nó không có được ngon. Mình bỏ mấy cái củ hành với lại củ tỏi nha các bạn, bỏ vô bụng nó luôn. Rồi cái mình xắt mấy lát gừng nè. Còn mà hành và tím với ái hành mình bỏ vô, tím với tỏi nè, ớt nè mình bỏ vô. Các bạn lộn lại nha, lộn lại cho nó thấm ở trong á. Xong rồi cái mình hay lộn ngược lại, mình hay nhét con gà vô. Hai tép xả mình cắt sẽ cắt luôn, mình sẽ bỏ vô luôn. Cho một ít nghệ vô nha các bạn. Bắt đầu mình nhét gà vô. Các bạn ơi, giờ này cái dừa mình cũng đã chặt xong rồi. Gà với bao tử mình cũng đã ướp xong rồi. Bây giờ mình chuẩn bị một cái nồi đây, một cái chén nồi. Rồi mình bỏ vô đây. Rồi bắt đầu mình bỏ cái dĩa lên để hấp đi nha các bạn. Nè cái dĩa nè. Xong rồi bắt đầu mình mới là đổ nước dừa vô nha các bạn. Mình sẽ giữ cái trái của nó lại nha. Đó, mình sẽ giữ trái lại. Bắt đầu mình bỏ cái bao tử với lại con gà đi vô. Sau đó mình sẽ bỏ dừa vô nha các bạn. Mình cho một tí nghệ cho nó có màu vô đây nha các bạn. Xíu nghệ thôi. Xong rồi nha các bạn, mình sẽ đậy cái nắp lại. Rồi mình sẽ tiến hành mình tắt bếp. Rồi các bạn ơi, cái bao tử với một con gà nó đã mình hấp nó đã chín rồi nha các bạn. Giờ này mình sẽ tắt bếp nó. Quá trình thơm luôn các bạn. Giờ mình tắt bếp, mình sẽ bưng nó ra. Yeah. Wow.
sơ các bạn nha. Hồi nãy giờ mình đã hấp cái bao tử với con gà nó tầm khoảng 45 phút là nó chín rồi nha các bạn. Giờ này mình lấy nó ra mình để vô cái mâm đây. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ hút cái bao tử nó ra. Tiêu nha các bạn. Bự bự á, mình cắt hay nhỏ thôi, mình cắt bự quá mình nhai không nổi nha các bạn. Mình thêm muối ớt nha các bạn. Dễ dai giòn giòn. Cái miếng ớt nữa nó hòa lẫn vô hơi the the cay cay. Ngon quá các bạn ơi. Nó nữa á. Đó, mình không biết sao không? Bự bự này này. Thường thường á, người ta mua về người ta hầm tiêu rồi này kia. Mình đang hầm tiêu thì nó nhiều lần rồi. Nên là mình nghĩ ra cách mà nên mình à, sẽ hấp, mình dồn vô với con gà, mình hấp vô thử, mình hấp chung nước dừa thử coi mùi gì như thế nào mà nó cũng rất là ngon nha các bạn. Xả cái gừng nữa các bạn, rất là cay. Thơm mùi xả mà thơm mùi gừng của hành. Tiếp tục mình sang cái đùi nha các bạn. Quá là xuất sắc luôn á. Gà không nhận nó ngọt kinh khủng luôn. Đúng không? Đúng rồi không? Không cửi nổi luôn. Ăn nó thịt dài nó dài dài. Mà nó thơm cái mùi cát của cá dừa nữa. Bây giờ mình xé bên một cái ớt nha các bạn. Bên đây là ngon rồi nha các bạn. Nạc không? Cầm mình chấm cái tiền. Mình ngồi mình ăn gà mà không biết ăn caramel nó hoài. Em có thấy anh thèm không? Chai nước miếng luôn. Mùi vị nó rất là ngon. Không mình thở hổn các bạn. Ngọt lắm đà luôn. Dai giòn. Nó vừa dai dai mà nó giòn mà nó vừa thơm nữa các bạn. Các bạn biết thơm mùi gì không? Của hành với xả với lại nước dừa mình hấp nó lên á, nó gút vô lên nè. Rất là ngon các bạn. Rất ngon tiêu. Thế này á, như ngày thường á là các bạn làm các bạn ăn kèm theo miếng rau răm nữa là ngon số 1 luôn. Tại vì vô mùa dịch nay mình không có mua rau răm được nha các bạn. Nên là mình chọn cái cách là mình sẽ là ăn xong chấm muối tiêu thôi. Mình ăn bao tử kèm theo vô miếng dừa nữa nha các bạn. Ngon.
củ tỏi các bạn. Có mùi quá, nó ngon các bạn.